Thực đơn siêu khủng trong đám cưới Đông Nhi, toàn sơn hào hải vị. Thực đơn đãi tiệc cưới của Đông Nhi, ông Cao Thắng, khiến nhiều người phải choáng ngợp với toàn những món ăn thượng hạng. Chiều tối ngày 9 tháng 11, vừa diễn ra lễ cưới của Đông Nhi, ông Cao Thắng, tại một khu du lịch 5 sao ở đảo Ngọc, Phú Quốc. Đúng mong muốn của Đông Nhi, hôn lễ được diễn ra dưới chiều hoàng hôn, lãng mạn bên bờ biển, dưới sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình và 500 khách mời. Trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Vinh chia sẻ thực đơn tiệc cưới của cặp đôi khiến người hâm mộ phải choáng ngợp bởi toàn sơn hào hải vị. Các món ăn trong tiệc cưới của Đông Nhi, ông Cao Thắng gồm món khai vị sò điệp, hokkaido, áp chảo ăn kèm mứt táo và salad cam Mỹ, súp hải sâm với thịt cua Alaska và rong biển. Món chính tôm hùm ủ muối hồng tiêu Phú Quốc, bào ngư nguyên con hầm nấm đông cô và cải thìa, bò wagyu nướng thảo mộc với sốt rượu sim rừng Phú Quốc và món tráng miệng chè yến cung đình. Nhiều sao Việt cũng đãi tiệc cưới vô cùng sang trọng với những món ăn siêu hạng đắt đỏ. Trong đám cưới của Cường Đô La và Đàm Thu Trang, đại gia phố núi đã lựa chọn những món ăn thiên về ẩm thực Tây Phương như cua lột sốt trứng muối, dùng kèm xà lách, quinoa, cá đút lò sốt vì cá để phục vụ khách mời. Ngoài ra, một số món ăn quen thuộc với người Á Đông cũng được đưa vào thực đơn, gồm súp bào ngư vi cá hải sâm hồng xíu, sườn bò hầm táo đỏ, cơm chiên hải sản. Thực đơn tiệc cưới của Trường Giang, Nhã Phương gồm các món cua lột tempura sốt trứng muối, xà lách quinoa, súp dumpling, hải sản vi cá, ức vịt đút lò sốt kikoman, cá tầm nướng sốt vi cá, cơm chiên chili samba, rau câu kiwi hạt chia, trà nóng. Đám cưới của Á hậu Tú Anh với bạn trai, thiếu gia với phần thực đơn được lựa chọn kỹ. Hầu hết các món ăn đãi khách đều rất gần gũi, không quá phô trương như bò, vịt quay, tôm sú. Thực đơn chiêu đãi khách trong tiệc cưới của Đặng Thu Thảo và chồng Trung Tín đậm chất châu Âu, với điển hình của ẩm thực Pháp, với hải sản bỏ lò, súp bào ngư vi cá.